Chắc hẳn với nhiều người, ấn tượng về các chiến sĩ cảnh sát giao thông chính là sự nghiêm túc khi họ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, bạn có biết họ cũng là những người vô cùng dễ gần. Bằng chứng là họ đã không quản ngại nắng mưa, đứng chặn xe từng người tham gia giao thông chỉ để trao tận tay những người dân những món quà Tết. Vừa qua, rất nhiều phương tiện giao thông khi lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Quảng Tín, Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe lại. Thế nhưng, các chiến sĩ không hề phạt hay bắt người điều khiển phương tiện phải thổi nồng độ cồn, mà họ đã trao cho người dân những món quà trong dịp Tết đến xuân về. Quà Tết mà lực lượng cảnh sát giao thông gửi tới cho người dân chỉ là những đồ vật vô cùng đơn giản như nước uống, khăn lạnh hay bánh kẹo. Ngoài ra, với những người sử dụng mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn, kém chất lượng, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ phát mũ mới, yêu cầu người dân đổi để an toàn hơn trong quá trình di chuyển. Không chỉ trao tặng quà, lực lượng cảnh sát giao thông còn làm công tác tuyên truyền, phổ biến thêm cho người dân một loạt các quy định mới có hiệu lực, những điều mà họ cần phải lưu tâm khi tham gia giao thông. Điều này giúp người dân tham gia giao thông an toàn hơn, thượng lộ bình an trở về quê nhà đón Tết. Chỉ sau một giờ thực hiện chiến dịch trên, hơn 500 chai nước lọc, 500 chiếc khăn lạnh, bánh kẹo và 100 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đắk Nông trao tận tay cho người dân. Theo Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thì mục đích của việc làm này là góp phần hỗ trợ người dân trên đường về quê ăn Tết sẽ có một trạm dừng chân để tạm thời nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe sau khi đã di chuyển một quãng đường dài. Được biết, hoạt động trao quà Tết cho người tham gia giao thông sẽ được triển khai từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 24 tháng 1. Địa điểm phát quà sẽ nằm tại một số nơi ở quốc lộ 14 với kinh phí hoạt động là do các mạnh thường quân và doanh nghiệp hỗ trợ. Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc nói trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, không quên nói lời cảm ơn với lực lượng cảnh sát giao thông vì hành động đẹp trên. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho rằng việc làm của lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Nông là rất tốt, cần nhân rộng ở các tỉnh thành tiếp theo để người dân có mũ bảo hiểm đạt chuẩn sử dụng. Hành động của những chiến sĩ cảnh sát giao thông đã khiến những ngày giáp Tết Nguyên đán trở nên ý nghĩa hơn với rất nhiều người. Mong rằng hành động này sẽ được lan tỏa hơn trên phạm vi cả nước trong thời gian sắp tới.